Nhà tôi có ao rộng 1.500 m, sâu 2 m, thả cá chấm, cá mè, cá rô phi, cá vược. Một tháng nay, nước ao có màu đục váng màu xanh, đã thay nước nhưng không thấy đỡ, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa anh Huy, với câu hỏi của anh, tiến sĩ Bùi Quang Tề đã có câu trả lời như sau. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Theo như anh mô tả thì cái ao của anh đã bị gọi là ô nhiễm, hay chúng tôi cứ nói là phú dưỡng. Phú dưỡng thì tảo nó nở hoa nên nó có màu xanh, mà cá nhiều nó có thể nó dẫn đến màu xanh hoặc màu xanh đục. Anh ấy thay nước nó không khỏi màu xanh, thì tôi có thể đưa phác đồ cho anh như thế này. Cái thứ nhất là các cái khẩu phần ăn, cửa họ là ngay anh phải giảm cho tôi từ 30 đến 40%, giảm 30-40% vì anh cho ăn quá thừa thức ăn rồi phân cá nó tạo ra cái ô nhiễm môi trường nên làm cho tảo nó phát triển. Anh thay nước là tốt rồi, nhưng nếu nó vẫn có màu xanh thì anh có thể dùng xuyên phát đồng của tôi, tức là cái phèn xanh ấy, gọi phèn xanh thì cho nửa gam cho 1 mét khối, xong rồi anh hỏa thi ra cái ao anh có khoảng độ hơn 1.000 thì anh cho có mấy trăm gam thôi, sau anh cho tôi vôi nung, tức là xe ô cho được khoảng 2-3 kg cho 100 mét khối, thì cái ao của anh 1.000 thì bữa thì nó chỉ anh ngồi anh tính ra cho tôi thì nó khoảng độ 5-6 kg thôi, 1.000 mét khối thì từ khoảng độ anh tính là 20 kg đến 30 kg cho 1.000 mét khối, hoặc thật chúng tôi nói là 2-3 kg cho 100 mét khối, anh hỏi tính. Và anh đánh nếu nó vẫn chưa như thế thì nó sẽ nước ở trong lại, xong rồi cái nước ao anh ô nhiễm thì anh dùng anh đi kiếm xem có cái chế phẩm vi sinh nào để đánh xuống để nó phân hủy trở lại các cái nước nó bình thường. Ví dụ tôi ví dụ như Biozim hoặc EMC chẳng hạn, thì cái liều sử dụng theo nhà sản xuất thì anh có phải xử lý thế thì mới được. Nhưng khâu đầu tiên là anh phải giảm khẩu phần ăn ngày hàng ngày cho tôi từ 30 đến 40%. Chúc khán giả xử lý thành công. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bán bên này ra để có bán bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất.
cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu cái lê này, cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt điện. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc anh chị. Chào chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác, chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền ông, còn lớn như không què chân không lở rốn công mắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp, kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21:10 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.